Một số lưu ý khi trồng dâu tây trong nhà màng. Em ấy là chỉ cần để ý đến việc chọn những cái giống cây chất lượng cao này tại những vườn ươm uy tín thì sau này cây sẽ phát triển khỏe mạnh. Thêm nữa thì em trồng cây dâu ở trên đất nền, chậu hoặc là luống cao để cây dâu có thể thoát nước tốt hơn. Em cũng cần nhớ là phải đào lỗ trồng đủ sâu để chứa được toàn bộ những cái hệ thống rễ, mà không làm cong bộ rễ và phần thân cây thì phải nằm trên bề mặt đất nhá. Cũng không nên để cho cây dâu tây quá sâu vì điều này thì có thể khiến cho bộ rễ cây bị thối. Vâng, em nhớ rồi. Còn nữa, chú ý xới đất thành luống cao thì sẽ giúp mang lại điều kiện tốt nhất cho cây dâu phát triển. Sau đó thì phủ luống để điều tiết lượng nước, thất thoát và giảm thiểu sự xâm nhập của cỏ dại em ạ. Nhưng mà khoảng cách giữa các cây mình có cần phải lưu ý gì không ạ? Có chứ. Khoảng cách giữa các cây khi mà em trồng ở trên đất ấy thì cách các cây phải là 45 phân và giữa các hàng thì phải là 75 phân. Còn nếu mà em trồng ở trên luống ấy thì em phải đặt rễ sao cho rễ ra ngang so với cả luống đất. Nói chung thì cũng tương tự như là trồng với chậu, nhưng mà đường kính phải tối thiểu là 15 phân và sẽ có nhiều lỗ thoát nước là được.